Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, song vẫn còn một số tồn tại nhất định, chủ yếu là do người dân còn thiếu hiểu biết về nguy cơ rủi ro thiên tai. Chính vì vậy, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai là nội dung cần được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm triển khai trong năm 2020. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các hộ, các thôn bản còn nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm để di chuyển đến nơi an toàn. Cùng với đó, cần nâng cao năng lực cộng đồng thông qua các hoạt động truyền thông, tổ chức đào tạo cho cán bộ, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, lồng ghép kiến thức phòng tránh thiên tai vào các trường học, tập huấn cho đội ngũ cán bộ giáo viên tại các điểm trường vùng cao về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tổ chức phân phát tờ rơi, tranh lật, cắm pano, áp phích về nội dung phòng chống thiên tai tại các cộng đồng thôn bản. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp cần tăng cường tổ chức các cuộc diễn tập, chủ động ứng phó với các tình huống khi xảy ra thiên tai, tích cực vận động tuyên truyền các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia đóng góp quỹ phòng chống thiên tai theo quy định, xây dựng ban hành kế hoạch thu quỹ trước ngày 30 tháng 1 năm 2020. Về công tác dự báo cảnh báo thiên tai, trong mùa mưa bão, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ, xây dựng các bản tin thời tiết, thiên tai để cảnh báo cho chính quyền cơ sở và người dân chủ động hơn trong công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai, tăng cường lắp đặt các trạm đo mưa tự động để có thông tin cảnh báo sớm cho người dân. Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lào Cai, thị xã Sapa và thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát tiếp tục được các địa phương tập trung thực hiện. Theo đánh giá, số hộ dân tham gia phân loại rác thải trên địa bàn thành phố Lào Cai đạt 85%, trong đó khu vực trung tâm đạt trên 90%. Tại thị xã Sapa, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm đạt 70%. Tại thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát đạt trên 90%. Đối với chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đạt 95%. Để duy trì nâng cao tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, Công ty Môi trường Đô thị Lào Cai tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương tăng cường tuyên truyền vận động người dân, nâng cao ý thức chấp hành, đặc biệt là phát huy vai trò quản lý của các tổ trưởng dân phố, khu dân cư trong việc nhắc nhở yêu cầu hộ gia đình chấp hành tốt việc phân loại rác thải. Đối với địa bàn khu vực nông thôn, cấp ủy chính quyền địa phương cũng tăng cường vận động triển khai các giải pháp phù hợp trong việc thu gom, xử lý rác thải nông thôn, đặc biệt là tại các xã nông thôn mới. Theo đánh giá sơ bộ, tại các xã, việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt đạt khoảng 75%. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Bát Sát do huyện quản lý trong năm 2019 đạt 270 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đề ra đến năm 2020. Có được kết quả trên, huyện Bát Sát đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp đối với nhiều ngành nghề thế mạnh. Điển hình như sản xuất rượu thủ công, thêu may thổ cẩm, sản xuất miến đao, chè, nghề chạm bạc. Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến thương mại được tăng cường, gắn phát triển tiểu thủ công nghiệp với phát triển kinh tế du lịch, quảng bá sản phẩm truyền thống tại các lễ hội, địa điểm du lịch, các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh. Theo đánh giá, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp phát triển đã tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho trên 2.000 lao động tại chỗ. Đến nay, huyện Bát Sát đã có 18 nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ, 17 nhãn hiệu đang được đề nghị đăng ký mới và đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, sức cạnh tranh. Trong đó, nhiều sản phẩm đã tạo được uy tín trên thị trường trong và ngoài tỉnh, như rượu San Lùng, rượu Sim San, gạo Xén Cù Mường Vi, miến đào Thành Sơn. Thời gian qua, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, nhân dân tổ 8 phường Cốc Lếu thành phố Lào Cai đã tích cực ủng hộ bằng nhiều hình thức để chỉnh trang tuyến phố trên địa bàn. Số tiền xã hội hóa lên đến gần 1 tỷ đồng. Đây là tuyến phố Võ Thị Sáu thuộc tổ 8 phường Cốc Lếu. Tuyến phố có chiều dài gần 100 mét, hiện đã cơ bản hoàn thiện việc lát đá hành lang, bó vỉa hè bằng đá. Toàn bộ các nhà hộ dân trên tuyến phố cũng được sơn sửa lại một màu thống nhất. Các cây xanh không đảm bảo cũng được thay thế và toàn bộ các cây xanh này đều được trang trí hệ thống chiếu sáng đèn LED, đèn màu, làm cho tuyến phố rực rỡ lung linh mỗi khi đêm xuống. Tất cả công việc này đều là tiền xã hội hóa, được nhân dân đóng góp. Tổng số tiền để thực hiện xây dựng chỉnh trang ở tuyến phố Võ Thị Sáu này lên tới 1,2 tỷ đồng.
nhà nước chỉ hỗ trợ 350 triệu đồng để cải tạo lại hệ thống cống rãnh thoát nước. Tuyến phố được xây lát lại đã trở nên rộng rãi, thông thoáng, sạch đẹp, tạo điều kiện cho công việc kinh doanh của không ít hộ dân. Trước mắt là sạch cả nhà mình, sau đó sạch cái đường phố, bà con rất là phấn khởi. Rồi, sau khi đã hoàn thành cái đường tuyến phố này, chúng tôi sẽ vệ sinh sạch sẽ và sẽ chỉnh trang lại cho nó đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đài huy động được sự tham gia của người dân với công tác chỉnh trang đô thị, nhất là với việc xã hội hóa nguồn lực trong nhân dân, phường Cốc Lếu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về chủ trương của thành phố. Thông qua các cuộc họp tại tổ dân phố, khu dân cư, việc tuyên truyền vận động đã có hiệu quả tích cực. Trong đó cũng phải kể đến vai trò nòng cốt gương mẫu đi đầu của mỗi cán bộ đảng viên, các gia đình tiêu biểu trong tổ dân phố. Nhờ vậy mà việc xây dựng, lát lại hành lang ở tuyến đường Võ Thị Sáu đã đạt được thành công. Qua những buổi họp tuyên truyền trong những buổi họp của tổ dân phố thì bà con cũng thấy có nhiều cái khi làm được cái tuyến phố sạch đẹp thì có lợi trước mắt là cho bà con nhân dân. Đấy. Thì sạch ngõ, sạch nhà, sạch phố, thì cái tuyến phố kiểu mẫu thì bà con cũng đồng tình hưởng ứng. Cả tuyến phố Võ Thị Sáu trở nên sạch đẹp thông thoáng như hôm nay chính là thành quả của công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Những con phố kiểu mẫu như thế này cần được nhân rộng trên địa bàn thành phố, qua đó lan tỏa hơn nữa phong trào xây dựng thành phố Lào Cai văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương. Thưa quý vị và các bạn, nhờ biết cách tận dụng nguồn cỏ dồi dào sẵn có tại địa phương và các phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp, những năm qua người dân xã Tân An, huyện Văn Bàn đã phát triển mô hình nuôi bò sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Gia đình ông Lê Văn Thanh ở thôn Tân An 2, xã Tân An là một trong những thôn điển hình như vậy. Những năm trước đây, nhận thấy thế mạnh ở địa phương thích hợp với nuôi bò vì có bãi chăn thả, địa hình đồi núi sẵn nguồn thức ăn xanh, thị trường tiêu thụ rộng, giao thông thuận lợi. Ông Lê Văn Thanh mạnh dạn vay vốn ngân hàng, mua 3 cặp bò sinh sản giống Thái Lan. Ngoài việc tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng bệnh, ông tích cực học hỏi kinh nghiệm thực tế. Bắt đầu nuôi từ năm 2008 đến nay, đàn bò của gia đình ông đã có trên 70 con. Hàng năm, gia đình ông và một số hộ liên kết chăn nuôi cung cấp ra thị trường khoảng 10 tấn thịt bò thương phẩm, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho 10 hộ gia đình. Dành phần đất, trồng cỏ và chăn nuôi theo cái mô hình của mình, chứ không chăn thả được như trước nữa. Bò từ 12 đến 15 tháng tuổi thì bắt đầu chúng tôi xuất. Nếu mỗi con xuất thì cũng 12 đến 15 tháng tuổi thì từ 12 triệu đến 13 triệu con. Đó. Với tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ những hộ nghèo có thêm thu nhập từ chăn nuôi bò, ông mạnh dạn liên kết với các hộ dân thuộc hộ nghèo có nhu cầu chăn nuôi bò, đầu tư con giống, kỹ thuật, phương pháp nuôi thả, biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nhờ chú Thanh từ trước đưa về thì chị 4 con, bây giờ thì được 9 con. Thì nhờ chú mới được bằng đấy con bò ấy. Không chỉ làm kinh tế giỏi, từ năm 2000 đến nay, ông Lê Văn Thanh còn được nhân dân thôn Tân An 2 tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Với sự gương mẫu, tích cực của mình, nhân dân thôn Tân An 2 luôn tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Sáng ngày 7 tháng 1, đoàn công tác của Tổng Công ty Thép Việt Nam đã tới thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn của huyện Bắc Hà nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Là đơn vị tài trợ huyện Bắc Hà theo chương trình Nghị quyết 30A của Chính phủ, trong 10 năm qua, Tổng Công ty Thép Việt Nam đã hỗ trợ huyện Bắc Hà đầu tư một số lĩnh vực như đào tạo nghề, hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, xây dựng trường học, trạm y tế. Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, thời gian qua, Tổng Công ty Thép Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương. Nhân dịp này, Tổng Công ty Thép Việt Nam đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Dịp này, Tổng Công ty Thép Việt Nam cũng đã đến chúc Tết huyện Văn Bàn, tặng 100 suất quà cho hộ nghèo các xã Sơn Thủy, Nậm Dạng, Nậm Mả, Làng Giảng, Khánh Yên Thượng, Triềng Ken, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Trong nhiều năm qua, Tổng Công ty Thép Việt Nam luôn làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp học, xây dựng nông thôn mới.
Hoạt động thăm hỏi, tặng quà được tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.